Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 18 giờ hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bo Ung Thong Chit Meni, quốc thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bo Ung Thong Chit Meni và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam, dự lễ meeting kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và lễ trao huân chương của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước Bo Ung Thong Chit Meni cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đặc biệt coi trọng việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và các hoạt động trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, xem đây là dịp quan trọng để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Qua đó thấy được trách nhiệm trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và tổ chức thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân, tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thúc đẩy các cơ quan hữu quan hai nước giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp để nhanh chóng triển khai các dự án hợp tác trọng điểm. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án 894 của Thủ tướng Chính phủ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022 và tiếp tục xây dựng đề án mới giai đoạn năm 2023-2027. Ba năm qua, với nguồn lực triển khai đề án từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 53 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là trên 122 tỷ đồng, hàng loạt mục tiêu đề ra đã vượt chỉ tiêu như triển khai hiệu quả chương trình Vì một Việt Nam xanh, tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh, tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh niên, triển khai hàng nghìn công trình thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ứng phó với biến đổi khí hậu, đề án đã góp phần làm cho thanh thiếu nhi và cộng đồng hiểu rõ lợi ích của bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về bảo vệ môi trường. Ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các ô nhiễm môi trường và chủ động phòng ngừa phát sinh các nguồn ô nhiễm môi trường. Giải quyết các vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra góp phần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung trong chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2022, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030 được ngành tư pháp tập trung thực hiện. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung ghi nhận có hơn 26,7 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh, hơn 3,9 triệu hồ sơ đăng ký khai tử, hơn 113.000 trường hợp nhận cha mẹ con. Đây là một trong những nội dung được Bộ Tư pháp đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 19 tháng 7. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp cũng tiếp tục thực hiện quy trình giải quyết các việc về quốc tịch để rút ngắn thời gian giải quyết nhằm đảm bảo tốt nhu cầu của người dân về công tác quốc tịch, quản lý nhà nước về công tác quốc tịch. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước ký quyết định cho hơn 1.400 trường hợp được nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam. 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh số trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp đang có chiều hướng gia tăng thời gian qua,
Cơ quan y tế công cộng nước này nhận định tình trạng trên chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể Omicron cũng như các dòng biến thể phụ có khả năng lây nhiễm cao khác. Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết, hơn 93% trong số gần 250.000 trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan đến biến thể Omicron và các dòng phụ của biến thể này, do đây là những biến thể có khả năng lây nhiễm cao với khả năng né tránh hệ miễn dịch. Đa số những trường hợp tái nhiễm là các nhân viên y tế và người ở độ tuổi từ 18 đến 40 do phơi nhiễm quá mức với SARS-CoV-2, do đặc thù nghề nghiệp hoặc ít tuân thủ các biện pháp phòng dịch và giãn cách. Số ca tái nhiễm gia tăng còn liên quan tới một số nguyên nhân khác, như tỷ lệ tiêm chủng liều nhắc lại ở người lớn tuổi chưa cao hay bệnh mãn tính khiến suy giảm miễn dịch hoặc những người có tải lượng virus thấp ở lần nhiễm đầu tiên, cũng có nhiều khả năng tái nhiễm cao hơn. Thưa quý vị, với khẩu hiệu hãy làm những gì bạn có thể làm với những gì bạn có, dù bạn đang ở đâu, Ngày Quốc tế Nelson Mandela 18 tháng 7 năm nay truyền tải thông điệp thúc đẩy hành động trước tình hình an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Nhiều hoạt động liên quan hướng tới kỷ niệm ngày này đã diễn ra trên khắp Nam Phi. Từ sáng sớm, những người vô gia cư hiện đang sinh sống tại mái ấm lai trên dinh bờ Rayet, tại khu vực phía bắc thủ đô Pretoria của Nam Phi đã tập trung để đi thu dọn rác tại một bãi rác tự phát trong khu dân cư nằm cách khoảng 800 mét. Đây là hoạt động nhằm góp phần vào chiến dịch 67 phút dành cho cộng đồng nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Đức, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 18 tháng 7 cho biết Cairo sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác năng lượng bền vững với Berlin cũng như Liên minh châu Âu. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz tại thủ đô Berlin, Tổng thống el-Sisi đã nêu bật tầm quan trọng của biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên mà Ai Cập đã ký với Israel và EU vào tháng trước. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng cho biết sẵn sàng thảo luận thêm với phía Đức về hợp tác năng lượng, đồng thời cam kết nước này đủ năng lực trung chuyển khí đốt của toàn bộ khu vực Đông Địa Trung Hải sang EU. Về phần mình, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức mong muốn thúc đẩy các dự án chung với Ai Cập, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Theo ông, số lượng doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Ai Cập hiện nay đã phản ánh sự tin tưởng của nền kinh tế Đức đối với môi trường kinh doanh của quốc gia bởi vì này. Xuất khẩu khí đốt của Ai Cập sang châu Âu đạt khoảng 2 triệu tấn trong năm 2021, tăng mạnh so với mức 270.000 tấn của năm 2020 trong bối cảnh các nước tại lục địa già đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. Thưa quý vị, vùng biển Duyên Hải Nam Trung Bộ được ban tặng vô vàn hòn đảo hoang sơ xinh đẹp và cù lao xanh chính là một trong số đó. Nếu như biển Quy Nhơn rực rỡ các vàng đầy sôi động, náo nhiệt mang đặc trưng của một thành phố biển, thì cù lao xanh lại đem đến một không gian đảo xanh hoang sơ và yên bình. Nằm ở Vịnh Xuân Đài, xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, cù lao xanh còn có tên gọi khác là đảo Vân Phi, được biết đến là một trong những hòn đảo đẹp nhất tỉnh Bình Định. Cách đất liền 14 km, địa điểm này có diện tích khiêm tốn khoảng 364 hectare với dân số khoảng 3.000 dân địa phương. Nhưng cù lao xanh vẫn tập hợp đủ những thắng cảnh xinh đẹp, lôi cuốn du khách đến tham quan cũng như níu chân người lữ hành lưu luyến chẳng muốn rời. Thưa quý vị, Trường Giang là con sông dài nhất Trung Quốc, được ví là sông mẹ với chiều dài 6.300 km. Thế nhưng bạn đã từng thắc mắc con sông ngắn nhất ở Trung Quốc có hình dạng như thế nào và chiều dài bao nhiêu không? Con sông ngắn nhất Trung Quốc chính là Nhiệt Hà, sông Nhiệt, tạm dịch, dòng sông nóng hổi ở thắng cảnh Tỵ Thử Sơn Trang, một tổ hợp của cung điện và vườn hoàng gia nằm ở huyện Thừa Đức, Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiệt Hà là một nhánh sông nằm ở phía đông bắc của quận Cao Sơn Hồ trong khu thắng cảnh nghỉ mát Tỵ Thử Sơn Trang, với tổng chiều dài chỉ 90 mét. Nó bắt nguồn trong khu vực Tỵ Thử Sơn Trang và đổ vào sông lớn Vũ Liệt. Vào đầu thời nhà Thanh, khu vực xung quanh Nhiệt Hà là nơi chăn thả ngựa của người Mông Cổ và một ngôi làng nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân. Sau khi hoàng đế Khang Hy nhà Thanh cho xây dựng hành cung, sau này đổi tên thành Tỵ Thử Sơn Trang Thừa Đức. Đến thời hoàng đế Càn Long thì hoàn công, thời gian xây dựng 89 năm, con sông này mới chính thức được gọi là Nhiệt Hà. Mỗi mùa hè sang, hoàng đế nhà Thanh đều đến Tỵ Thử Sơn Trang xử lý công việc triều chính. Nhiệt Hà dần trở thành tên của một khu vực hành chính tỉnh Nhiệt Hà, là một trong bốn tỉnh lớn vùng Đông Bắc thời Dân Quốc. Vì thế chỉ đứng sau Bắc Kinh, trung tâm chính trị thời bấy giờ, ở con sông ngắn nhất ở Trung Quốc được gọi là Nhiệt Hà vì đặc tính nước độc đáo của nó. Nhiệt độ nước sông cao hơn so với các con sông thông thường. Hoàng đế Càn Long từng đề thơ, sen nở mùa thu chỉ có duy nhất ở Nhiệt Tuyền. Ý câu thơ của Càn Long chính là, sen ở khu vực gần sông Nhiệt Hà có thể nở rộ trong mùa thu bởi không khí và chất nước ấm áp.
Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.